Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ bảy ngày mùng 2 tháng 10 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin bó nhang cho Đảng, dân quỳ lạy năn nỉ công an cho qua chốt. Tại một số chốt kiểm soát từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Tây vào đêm 30 tháng 9 và rạng sáng ngày 1 tháng 10 đã xảy ra cảnh người dân phá chốt chống cảnh sát, đòi được thông chốt về quê, trong khi ở một số nơi khác, người dân thì quỳ lạy trên đường xin được thông chốt để về quê vì hết tiền, hết gạo. Các hình ảnh và video được người dân quay tại chỗ và phát trên các mạng xã hội Facebook và TikTok cho thấy như vậy. Đây là hình ảnh cắt ra từ video clip cho thấy người dân thắp nhang và vái lạy công an xin qua chốt. Theo truyền thông của nhà nước Việt Nam, sau khi thành phố Hồ Chí Minh gỡ bỏ lệnh giãn cách vì dịch bệnh COVID-19 kéo dài khoảng 4 tháng, hàng ngàn người lao động ngoại tỉnh đã rời thành phố vào đêm ngày 30 tháng 9 và rạng sáng ngày 1 tháng 10 gây ùn tắc tại nhiều chốt kiểm soát dịch ở thành phố này. Cũng theo Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV, đến sáng ngày 1 tháng 10, thành phố đã có chủ trương đưa đón những người dân có nhu cầu về các tỉnh bằng xe khách, song tại nhiều trạm cảnh sát giao thông vẫn đang xảy ra ùn tắc do lượng người có nhu cầu về quê quá đông và họ muốn đi bằng chính phương tiện của mình, đó là xe máy kèm theo những đồ đạc của họ. Đến trưa ngày 1 tháng 10, trạm quốc lộ 1, đoạn qua khu vực thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh hướng về Bến Lức, tỉnh Long An, vẫn có nhiều người dân đang chờ để qua chốt. Xe vẫn chưa thể lưu thông. Theo tờ báo Sinh, vào sáng ngày 1 tháng 10, các tỉnh miền Tây đã cử cảnh sát giao thông đến địa bàn giáp danh đón đoàn người được đưa từ thành phố Hồ Chí Minh về quê bằng xe khách. Vào sáng cùng ngày, một đoàn xe chở hơn 1.000 người từ thành phố Hồ Chí Minh về 13 tỉnh thành miền Tây. Đoàn xe cũng có xe tải để chở hàng trăm xe máy của người dân về quê. Những người dân về các quê từ thành phố Hồ Chí Minh được yêu cầu phải cách ly tập trung tại địa phương. Lãnh đạo các địa phương này được báo chí nhà nước trích lời cho biết người dân không nên tự ý về quê mà nên đăng ký trước để về từng đợt để đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Theo chỉ thị, người dân chỉ được di chuyển trong nội thành, không được tự ý đi lại giữa các tỉnh và thành phố khác. Đây là hình ảnh chốt chặn răng khắp nẻo đường ngăn cản người dân đi ra khỏi thành phố để về quê. Trên trang Facebook cá nhân, nhà hoạt động Phạm Minh Vũ đưa ra lời bình luận như sau. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký lệnh ngăn chặn người dân đổ về quê. Võ Văn Hoàn, Phó Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh thì đe dọa xử phạt ai ra đường không có lý do chính đáng. Nhưng những lý do nào chính đáng hay không chính đáng thì lại không nêu ra. Và cả đêm hôm qua, hàng ngàn người dân ngủ ngoài đường để mong về quê, trong đó có những cháu bé và người phụ nữ có thai. Cả đêm họ phải vật vờ cùng gia đình, hành trang mang theo, không chỉ có đồ đạc cá nhân, con cái, vật nuôi, mà cả sự hỗn loạn, một tương lai mờ mịt phía trước. Ngay lúc dân ngủ, vật vờ ngoài đường, ông Đam ở đâu, có hiểu nỗi lòng họ hay không? Ông Hoan ở đâu, có thấu hiểu những khó khăn và tận cùng của sự chịu đựng, mất mát cũng như bế tắc hay không? Vì bị giam cầm của bế tắc nỗi khổ của họ. Hay các ông chỉ ngồi phòng máy lạnh rồi ra những quyết sách ảnh hưởng tới sinh mạng toàn dân trong trạng thái ngáo đá? Lúc dân trực chờ, đấu tới cùng với sự chết chóc bủa vây để tìm sự sống, các ông đang làm gì? Nằm trên chân ấm nệm êm trong những ngôi biệt phủ có được từ biết bao nhiêu tiền mồ hôi xương máu của những người này hay không? Nếu không lo cho được dân, hãy để họ tự lo, vì ngoài nghĩ cách cướp của họ ra, quả thực các ông chẳng làm gì được cho đời. Dân nuôi lầm báo cô chăng? Facebook Phạm Minh Vũ đã nêu ra quan điểm của mình như vậy. Và đau xót nhìn cảnh người dân vái lạy cảnh sát cơ động, nhà báo Võ Văn Tạo viết tiếp, con sâu, con cái kiến cùng đường. Người lao động các tỉnh thất nghiệp, dã rời, cùng kiệt mấy tháng nay ở Sài Gòn, mong mỏi về quê, tránh dịch, mưu sinh nhưng đã bị chặn lại. Về quê không được, ở lại chẳng xong, cùng đường, phận con sâu, cái kiến, bà con đành van vái trời đất, cùng mấy thầy đội xin linh động cho qua chốt. Hỡi trời cao đất dày, có bao giờ dân tôi khốn khổ, nhục nhã thế này hay chưa? Đây là hình ảnh hàng ngàn gia đình mang theo con nhỏ và tất cả vật dụng đã dọn ra khỏi phòng trọ từ thành phố Hồ Chí Minh bị chặn lại giữa đường ở nhiều chốt chặn hướng miền Tây. Trên trang Facebook cá nhân, nhà báo Nguyễn Như Phong lý giải thế như sau: thảm họa nhân đạo mà người dân miền Tây trở đi mắc núi trở về mắc sông, bằng bài viết với tựa đề tại sao lại có thảm cảnh thế này. Nhà báo này chia sẻ: mặc dù chính quyền thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi người dân ở lại, mặc dù chính quyền tạo điều kiện cho người dân về quê bằng xe khách, mặc dù có những nơi phải dùng cả xe cảnh sát dẫn đường đưa bà con về quê.
tôi đã gọi điện cho một số lãnh đạo công an các tỉnh đang nóng, thì hóa ra mọi chuyện lại rất đơn giản và bắt đầu từ một chỉ đạo của cấp trên, đó là hạn chế người dân đi bằng xe máy mà tổ chức đăng ký đưa mọi người về bằng xe khách, vân vân. Chủ trương này là nhân văn và đúng, nhưng tại sao bà con vẫn bất chấp lời khuyên, bất chấp lời kêu gọi của chính quyền như vậy? Đó là vì bà con chịu khổ quá rồi và nay họ như một chiếc lò xo bị nén lâu ngày giờ mới bung ra. Và chính quyền hình như không ai nghĩ đến một thực tế là chiếc xe máy không chỉ là phương tiện đi lại mà còn là tài sản, là phương tiện kiếm sống của người dân. Làm sao họ có thể giao chiếc xe đó vào tay người khác được? Và làm sao họ có thể rời chiếc xe của mình? Và khi họ về quê, nếu không có xe thì sẽ đi lại bằng gì? Chính vì thế người dân ai cũng muốn về bằng chiếc xe của mình. Ở một số chốt khi anh em công an giải thích và chỉ yêu cầu bà con khai tên tuổi, địa chỉ để còn quản lý, giả soát khi dịch bùng phát, thì bà con cũng không chịu, không nghe mọi lời giải thích, mọi sự vận động và thế là dẫn đến những tấm ảnh đau lòng. Đây là hình ảnh vào đêm 1 tháng 10. Trên video clip đã cho thấy cảnh sát cơ động phải nhường bước khi một chốt chặn tại Bình Chánh bị người dân phá bỏ. Tuy nhiên, đường về nhà có hàng trăm cây số, còn biết bao nhiêu cây chốt chặn khác nữa. Thiết nghĩ qua việc này, các cấp chính quyền cũng phải nghĩ đến một điều, đó là sẽ xảy ra điều gì, việc gì khi ban hành một chỉ thị, một chủ trương mới. Còn các ông lãnh đạo ngồi phòng lạnh, đi xe sang, lương không bị giảm mà cứ nay ra lệnh này, mai ra lệnh khác, không biết lệnh đó sẽ tác động như thế nào đến xã hội, thì dân cần quái gì các ông? Thực tế đã xảy ra ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh và một vài tỉnh phía Nam thì thấy rõ trình độ quản lý xã hội của rất nhiều lãnh đạo quá kém, mặc dù họ có học hàm học vị hẳn hoi đấy. Tôi cũng đã từng có bài đề nghị chính phủ đưa thực tế chống dịch này lên sàng lọc, bớt đi những cán bộ bất tài và nặng về lý thuyết suông. Và hy vọng chúng ta cũng sẽ loại bỏ bớt được những Covid quan chức, nhà báo Nguyễn Như Phong đã nêu ra quan điểm của mình như vậy. Và dẫn bản tin trên báo Tuổi Trẻ mang tựa đề Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng mời người dân ở lại để đóng góp cho thành phố, họa sĩ Nguyễn Quốc Dũng cũng trình bày như sau. Thử hình dung hai vợ chồng, hai đứa con vật vã 100 ngày trong một bức tường nhà trọ, nóng nực giữa ngày hè, không có thu nhập. Họ ăn dần đến những đồng dành dụm cuối cùng, đến bữa ra cửa hàng, hóng chờ đồ cứu trợ, bữa được, bữa cái. Trong khi tiền trọ, tiền điện nước, tiền thuốc, lúc ốm đau phải cắt giảm dần. Hơn cả là nỗi nhớ quê, nỡ cứ nhớ nhà, nhớ cha, nhớ mẹ, xóm giềng. Sự chịu đựng là căng thẳng đến tột cùng. Đây là hình ảnh bản tin của tờ báo Tuổi Trẻ cho biết, chỉ riêng tỉnh An Giang đã có 2.800 người dân tự về trong đêm 1 tháng 10, chứng tỏ tổng số lượng người miền Tây về các tỉnh khác ít nhất cũng phải đến khoảng 5.000 người. Về quê có không có thu nhập nhưng lại là quê nhà, là gia đình, rau cháo kiểu gì cũng tốt hơn nhiều khi ở phố, là chỗ dựa cuối cùng có thể dựa vào. Thương họ thì hãy tạo điều kiện cho họ về nhà, đừng trân trọng cao xa nữa, nghe giả dối lắm. Họ đóng góp sức lao động cho thành phố đã quá nhiều rồi, đóng góp hơn 100 ngày cấm tức là quá đủ rồi. Sống hay chết không gì bằng quê hương, ở lại sẽ chỉ là nước mắt. Khi yên hàn họ sẽ lên phố, lên vì miếng cơm manh áo, chẳng vì gì đâu. Các ông lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh hãy hiểu cho. Họa sĩ Nguyễn Quốc Dũng đã nêu ra nhận định như vậy. Và lý giải hình ảnh người dân lạy sống nhóm cảnh sát cơ động xin được vượt qua chốt về quê, Facebook Lê Hải viết như sau. Trong cách nói ngày thường bỗ bã của dân miền Tây rằng tao lạy mày, lạy luôn, muốn lạy, thực ra là một lời chửi với vẻ khó chịu. Bởi không ai lạy người sống ở miền Tây, mà lạy người sống là trái thiên lý với dân miền Tây, nên làm ra cho tới lúc lạy đó là đang thể hiện sự trái đạo lý. Còn một lúc tới lúc lạy thiệt kèm theo bó nhang là trù cho người bị lạy đó chết đi. Nói cách khác, theo ngôn ngữ Tây Phương, thì đó là một hình thức phản kháng bằng niềm tin tâm linh, là một kiểu tà thuật nguyên rủa cho đối phương chết cảnh bất đắc kỳ tử. Mà hễ nhang khói xong là tới giao mát luôn. Buồn cảnh cháy cang một mình nhưng lo lắng cảnh tang thương thực sự đến 10. Người ngồi nhà lớn lầu cao ra quyết định hãy biết lo sợ khi người dân phẫn uất làm đến mức này. Nó là chuyện đáng sợ vì người ta sắp liều mạng rồi. Facebook Lê Hải nêu ra nhận định như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm D ngày hôm nay thứ Bảy ngày 2 tháng 10 năm 2021 với bản tin bó nhang cho đảng, dân quỷ lạy, năn nỉ công an cho qua chốt.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.